Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 29 tháng 9, tức là 14 ngày kể từ khi Apple chính thức bán ra iPhone 6s trên thế giới. Và rất nhanh chóng, tại Mac Mobile đã có phiên bản lốc nhật của sản phẩm này. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Và đây là hộp của chiếc iPhone 6s phiên bản lốc nhật, trông không khác gì so với bản quốc tế cả. Chiều ngang, chiều dọc và chiều cao đều bằng nhau, nhưng khi nằm ngang chúng ta có thể thấy là độ dày của hộp lốc sẽ mỏng hơn rất nhiều so với bản quốc tế. Lý do là vì bản lốc cho chúng ta cục sạc hai chân nhỏ gọn hơn theo tiêu chuẩn ổ cắm của Nhật. Ngoài ra thì mặt lưng hộp sẽ chỉ được in thông tin máy bằng tiếng Nhật mà thôi, chứ không có nhiều ngôn ngữ như trên bản quốc tế. Nếu để ý dưới đáy hộp thì các bạn sẽ thấy có ít chữ hơn hộp quốc tế và có địa chỉ website apple.com/jp. Đây là dấu hiệu nhận biết là hàng Nhật, rất dễ dàng. Và đó là những điểm nhận dạng từ ngoài hộp của phiên bản lốc nhật và quốc tế. Thế nên là nếu như bạn muốn mua một chiếc iPhone quốc tế mà họ lại cho bạn một chiếc hộp mỏng hay là mua bản lốc lại được hộp to đùng thì hãy cẩn thận với nơi bạn mua hàng. Nhưng mình nghĩ là thời gian đầu này sẽ rất hiếm có trường hợp nhầm lẫn nào như thế, nên các bạn cứ yên tâm. Và về chiếc iPhone 6s lốc này, chúng ta cũng chẳng thấy có điểm gì khác biệt so với 6s bình thường cả. Bên trong hộp chúng ta sẽ có các phụ kiện như là sách hướng dẫn, cục sạc nhỏ hình vuông hai chân dẹt, điện áp đầu vào là 110 và 220V, dùng thoải mái Việt Nam luôn. Cáp Lightning, tai nghe AirPods đầy đủ. Quay trở lại với chiếc iPhone 6s, một điều may mắn là mặc dù iPhone lốc thị trường nội địa Nhật Bản, nhưng chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ các phiên bản màu sắc từ trắng, xám, vàng và vàng hồng. Sau lưng cũng có một hình quả táo, camera đen thui và không có in image. Tóm lại là không có bất cứ một điểm khác biệt nào hết về ngoại hình khi so với bản quốc tế cả. Chính vì thế các bạn có thể yên tâm cầm chiếc iPhone 6s lốc này ra đường mà Hawaii với thiên hạ, không khác gì máy chính hãng bán tại Việt Nam cả. Chứ không như là hàng của Samsung, sẽ mất logo chỗ này chỗ kia và thay bằng tên nhà mạng. Vậy nên là các bạn cứ yên tâm là bản lốc sẽ chẳng mất đi chút đẳng cấp nào của iPhone 6s, trong khi giá thành lại hạt rẻ hơn tương đối so với bản 6s quốc tế. Vẫn là màn hình đó, vẫn cấu hình đó, vẫn camera 12MP và 5MP phía trước và cảm biến Touch ID siêu nhạy, trải nghiệm easy dock chiếc máy quốc tế mà mình trên tay hôm trước. Nếu các bạn lo lắng về các lỗi phát sinh do phiên bản lốc gây ra thì cứ yên tâm, iPhone 6s bản này hoàn toàn có thể unlock bằng SIM ghép và trong thời gian tới khi chúng ta đã có bản jailbreak chính thức cho iOS 9 thì mọi thứ sẽ chẳng còn là vấn đề gì hết. Như chiếc iPhone lốc nhật trên tay mình đây, các bạn có thể thấy trong phần cài đặt chỗ nhà mạng đây toàn tiếng Nhật luôn và mình sử dụng SIM ghép để unlock hoàn toàn có thể nghe gọi bình thường. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc iPhone 6s lốc nhật này thì hãy gọi đến số hotline 0969 655 655 hoặc tiện đường thì có thể ghé qua địa chỉ 63A Phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để được tư vấn một cách chi tiết nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!